Tại Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nếu có chuyện tiêm vaccine nhưng không cần đăng ký Đăng bài gây hoang mang dư luận chắc thiếu miêu bị xử phạt Cảnh báo kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc được rao bán khắp nơi Trên thế giới, thân tính con ông Trump bị bắt vì cáo buộc làm lợi bất chính cho UAE Cô nhà sản xuất Hollywood hậu tòa lần 2 vì tội tấn công tình dục Người dân Colombia tiếp tục xuống đường phản đối chính phủ Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với tin tức 24 giờ Bắt đầu sẽ là phần tin trong nước Thưa quý vị, hiện tại vào thời điểm cả nước đang chung tay tích cực phòng chống dịch Covid-19 Một số đối tượng phản động đã lợi dụng cơ hội này để tăng cường chống phá đảng và nhà nước gây hoang mang trong dư luận Cơ quan chức năng cho biết, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, trong một số trang báo nước ngoài đã có hơn 100 bài viết có nội dung liên quan đến dịch Covid-19. Chủ yếu các bài viết này xuyên tạc về công cuộc phòng chống dịch của Việt Nam, kích động để gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền. Bên cạnh đó thì một số tài khoản mạng xã hội của các tổ chức phản động bên ngoài và các tài khoản con mưu xấu đã đăng tải những luồng thông tin sai sự thật làm hoang mang dư luận trong nước. Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần ý thức trách nhiệm với chính bản thân, với cộng đồng, có hiểu biết về pháp luật, xây dựng được ý thức cảnh giác với tình giả. Ngoài ra thì người dân cũng cần tỉnh táo thận trọng trong việc đưa tin và tiếp nhận thông tin cũng như chia sẻ bình luận liên quan tới vụ một cô gái tại Hà Nội khoe được tiêm vaccine nhờ ngoài can thiệp máy FNC đã đưa trong các bản tin trước, mới đây Thủ tướng đã giao Bộ Y tế và các cơ quan chức năng ra soát kiểm tra, làm rõ nếu thông tin này là chính xác thì phải chấn chỉnh và xử lý. Ngoài ra Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vaccine đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, mọi người đều bình đẳng công bằng trong việc tiếp cận vaccine và ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã vừa ký văn bản gửi Thủ tướng về phương án giảm hành khách trên các chuyến bay từ phía Nam ra thành phố Hà Nội nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch xâm nhập thủ đô. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra hai phương án, đầu tiên là giảm khai thác đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh xuống còn 800 khách một ngày, đồng thời dừng khai thác hai đường bay Hà Nội Cần Thơ và Hà Nội Phú Quốc. Phương án 2 là áp dụng tương tự giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 khi mà cả nước giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chỉ duy trì hai chuyến khứ hồi một ngày. Theo Bộ Giao thông Vận tải nhận định thì phương án 2 sẽ giúp nguy cơ lây nhiễm giữa hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thấp hơn. Vì vậy Bộ này kiến nghị Chính phủ lựa chọn thực hiện phương án 2. Vừa qua, công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ một đối tượng truy nã người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đối tượng này đang lẫn trốn tại chung cư cao cấp trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 13 tháng 7, trong quá trình kiểm tra tòa nhà R5B Royal City, công an quận Thanh Xuân đã phát hiện đối tượng Chen fei sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, có hành vi nhập cảnh trái phép. Qua xác minh, thì đối tượng này đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã về tội trốn thuế. Làm việc với cơ quan chức năng Chen Yuanfei, khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ vào tháng 4 năm 2021, thông qua người môi giới bên Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, thì đối tượng đã liên tục thay đổi nơi cư trú. Hiện thì Công an quận Thanh Xuân đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an Trung Quốc để giải quyết theo thẩm quyền. Vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án đường dây bảo kê logo Sevu với 7 bị cáo. Đáng chú ý là trong số này thì có đến 4 bị cáo là các cựu thanh tra giao thông. Sau khi xét xử, tòa đã tuyên phạt 4 bị cáo tội nhận hối lộ, đều là cựu thanh tra giao thông sở giao thông vận tải Hà Nội và các quận huyện, gồm Lê Bá Dũng 46 tuổi, nguyên thanh tra giao thông quận Hoàng Mai 5 năm tù. Nguyễn Quốc Cương, 47 tuổi, nguyên thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng, 5 năm tù và Hoàng Văn Lân, 58 tuổi, nguyên thanh tra giao thông huyện Phú Xuyên, 3 năm tù, Ngoài ra thì bị cáo Trần Sĩ Cương, 37 tuổi, cán bộ đội thanh tra cơ động Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, được đổi tội danh từ nhận hối lộ thành lợi dụng chức vụ quyền hạn ghen hưởng đối với người khác để trục lợi và bị tuyên phạt 3 năm tù. Được biết thì bốn cựu thanh tra giao thông này đã nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng, trong đó Dũng nhận 96 triệu đồng, Quốc Cương 63 triệu đồng, Sĩ Cương 136 triệu đồng, còn Hoàng Văn Lân nhận 11 triệu đồng cùng một chai rượu. cũng tại Hà Nội, thưa quý vị, công an quận Hà Đông vừa tiến hành tạm giữ hình sự hai thiếu niên 16 tuổi để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào ngày 14 và 15 tháng 7, công an quận Hà Đông đã tiếp nhận xác minh các đơn tố giác về tội phạm của hai người phụ nữ, một người sinh năm 1996 ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội và người còn lại sinh năm 1996 ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội về việc bị cướp giật điện thoại trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông tiến hành xác minh cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện các vụ cướp giật trên là hai thiếu niên cùng sinh năm 2005 đã bỏ học trú trên địa bàn quận. Do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hiện thì cơ quan công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hoàng Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Viện Kiểm sát cho biết là vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc Trần Hoàng Minh có hành vi đăng tải phát tán các bài viết có nội dung nói xấu đảng, nhà nước, vu khống, xúc phạm lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi người dân thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, giết thẩm phán, xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại xã Đồng Tâm. Sau khi bị triệu tập lên làm việc, Minh khai nhận đã đăng tải các bài viết trên nhằm mục đích cho cộng đồng Facebook biết, theo dõi, chia sẻ và À, không tin vào chế độ. Các bài viết trên do Minh tự viết hoặc là sao chép lại. Minh cũng không rõ các nội dung đăng tải có đúng sự thật hay không. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do khai báo hành khẩn và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh 5 năm tù. Trong khi đó, tại tỉnh Cao Bằng, Tòa Nhân dân tỉnh này đã vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Gia Biao, sinh năm 1969, trú tại xóm Khủy Mi, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát trước đây thì Triệu Giào Biao và gia đình bà Triệu Mùi Nái sinh năm 1976 ở cùng xóm có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Do bực tức nên vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2021, Triệu Giào Biao đã lấy lọ thuốc trừ sâu trộn với củ khoai dại đã dầm nát để vào đầu nguồn nước sinh hoạt của gia đình bà Nái nhằm để hỗn hợp chất độc hòa dần thay nguồn nước, khiến cho mọi người trong gia đình bà nái chết từ từ. Hai ngày sau, bà nái phát hiện nước có mùi lạ nên lên đầu nguồn nước kiểm tra thì phát hiện túi ni lông chứa thuốc trừ sâu nên đã báo cho chính quyền địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Biao chính là thủ phạm và tiến hành bắt giữ. Căn cứ và tình tiết của vụ án thì Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo triệu vào Biao 8 năm tù giam. Mới đây, công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn 5 tỷ đồng do Hoàng Văn Đông sinh năm 1979 ở xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa cầm đầu. Cơ quan chức năng cho biết từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện bắt giữ thì đối tượng Hoàng Văn Đông đã cùng với hàng chục đối tượng trên địa bàn huyện Hằng Hóa đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội hoặc là qua tin nhắn trên điện thoại với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện tại thì công an huyện Hoàng Hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc này bao gồm Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Tùng sinh năm 1988, Lê Văn Hưng sinh năm 1990, Lê Xuân Toàn sinh năm 1988, đều trú xã Hoàng Thịnh và Lê Đức Hoạt sinh năm 1977 ở thị trấn Búc Sơn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý làm rõ một trường hợp làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cơ quan điều tra cho biết trường hợp này là nam sinh năm 1985, trú xã Cư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột, là nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh, trụ sở tại số 134 Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuột trước đó vào tối ngày 17 tháng 7 thì người này được phát hiện nhiễm virus sars cov 2 tuy nhiên theo khai báo y tế trước đó người này không cung cấp thông tin bản thân đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh nên được xác định là ca bệnh chưa rõ nguồn lây bản thân người này sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về đã đi đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người tính đến trưa ngày 20 tháng 7 thì đã có hơn 100 trường hợp là f1 trong đó có 11 trường hợp f1 đã dương tính với sars cov 2 và gần 800 f2 liên quan đến ca bệnh này ủy ban nhân dân thành phố Bù Gia thuộc đã phải phong tỏa hàng chục địa điểm khu dân cư mà bệnh nhân này đã thường xuyên lui tới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can bắt giam hai cha con là Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1967 và Nguyễn Quốc Bảo sinh năm 1989, cùng trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra vào ngày 15 tháng 7, Nguyễn Quốc Bảo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi từ huyện Xuyên Mộc đến huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khi đi đến chốt kiểm soát y tế của xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bảo bị tổ công tác của chốt ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Bảo không chấp hành mà lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm ra đe dọa rồi bỏ chạy về nhà. Một lúc sau, lực lượng chức năng đến nhà Bảo vận động đối tượng ra đầu thú. Lúc này, Bảo cùng cha không những không chấp hành mà còn cầm rửa lao vào lực lượng chức năng để chống trả, chém nhiều nhát vào một chiến sĩ công an. Sau đó, ông Dũng bị khống chế và bắt giữ. Riêng Bảo thì vẫn tiếp tục chống trả lực lượng chức năng và bỏ chạy khỏi nhà. Đến ngày 16 tháng 7, Bảo bị bắt khi đang lẫn trốn gần một công trình xây dựng ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Trong khi đó, tại Cần Thơ, cơ quan công an địa phương này vừa phát thông báo truy tìm một cựu cán bộ tín dụng Exim Bank Cần Thơ do có liên quan đến vụ giả mạo chữ ký chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Cơ quan công an cho biết theo kết quả kiểm tra và tài liệu thu thập được cho thấy Bùi Thanh Sang sinh năm 1984, nguyên quán ấp Tường Trí, xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Bình Long, thường trú tại số 9 trên 131 khu dân cư số 9 đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nguyên cán bộ tín dụng thuộc Exim Bank, Cần Thơ có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Trước đó, Sang là người phụ trách hồ sơ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Thành Đô với khoản vay là 2,54 tỷ đồng. Hiện thì cơ quan điều tra đã phát thông báo truy tìm Bùi Thanh Sang để phục vụ công tác điều tra. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt MC Trác Thiếu Miêu 7 triệu 500 ngàn đồng về việc cung cấp chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố được biết nữ mc này đã đăng tải bài viết có nội dung gây mâu thuẫn tiêu cực về cán bộ giảng viên sinh viên đại học kỹ thuật y tế hải dương trên facebook dòng trạng thái của jack Thí Miu với lời lẽ tiêu cực về việc hỗ trợ chống dịch của các sinh viên đến từ đại học kỹ thuật y tế hải dương đã khiến cho nhiều người bức xúc nội dung này được cho là hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bị đặt kỳ hang mang trong nhân dân kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội Tiếp tục là thông tin cảnh báo đánh vào tâm lý lo sợ dịch bệnh của người dân. Những ngày nay thì nhiều sản phẩm kit test nhanh Covid-19 đang được chào hàng rầm rộ. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra chuyên môn thì đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc và được thẩm lậu vào nội địa qua đường sách tay. Việc tự ý sử dụng các kit test nhanh không đạt chuẩn sẽ khiến cho người dân mất cảnh giác, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và có nguy cơ phát tán cũng như làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mới đây nhất, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã thu giữ hơn 3.000 que kit test nhanh COVID-19 không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện tình trạng rao bán kit test nhanh với giá chỉ từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng. Đáng quan ngại là đã có rất nhiều người dân tự mua các sản phẩm này về để sử dụng. Về thực trạng này, các chuyên gia y tế đánh giá nhiều loại test nhanh đang bán trên mạng xã hội chỉ có độ nhạy khoảng 25% nên không đảm bảo cho việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Kết quả không chính xác dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh nếu cho âm tính giả. Sẽ <laughs> được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Mỹ đưa tin ít nhất là một người đã thiệt mạng sau khi vụ nổ khí ga làm rung chuyển khu phố ngoại ô ở Buffalo, phía tây thành phố New York của Mỹ vào sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ địa phương ông Andrew Kaminsky, đội trưởng đội cứu hỏa khu vực cho biết, cảnh sát cùng với lực lượng cứu hộ đã được điều động ngay tới hiện trường và sơ tán những người dân sinh sống ở khu vực này. Hình ảnh từ video được đăng tải cho thấy, ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ đã bị sang bằng hoàn toàn và cửa sổ của ngôi nhà gần đó cũng bị vỡ vụn. Hiện thì danh tính của nạn nhân tử vong trong vụ nổ vẫn chưa được xác minh. Theo nguồn tin điều trên, vụ nổ cũng khiến cho khoảng 600 người trong khu vực phải sống trong tình cảnh mất điện đến hết buổi sáng cùng ngày. Cơ quan chức năng Mỹ mới đây đã tiến hành bắt giữ ông Thomas Barrack, cố vấn và cũng là chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức vào năm 2017 của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, vì cho rằng ông Barrack có hành vi tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ theo chiều hướng có lợi cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất gọi tắt là UAE. Theo hãng tin Reuters, ông Thomas Barrack, 74 tuổi, đã bị bắt tại Los Angeles, bang California, của Mỹ vào sáng ngày 20 tháng 7 vừa qua, sau khi các công tố viên ở quận Brooklyn, thành phố New York, đã đệ trình lên tòa án liên bang bản cáo trạng bao gồm 7 tội danh. Đối với ông Barrack cùng hai người khác vì đã dùng sức ảnh hưởng của mình để tác động đến các mục tiêu chính sách đối ngoại của UAE tại Mỹ trong khoảng thời gian ông Trump tranh cử và đương nhiệm tổng thống. Trong một thông cáo báo chí, ông Mike Lesko, quan chức Bộ Tư pháp Mỹ có đề cập, các bị cáo liên tục lợi dụng tình bạn của ông Barack và tiếp cận với ứng viên được bầu làm tổng thống cùng các quan chức chính phủ và nhiều phương tiện truyền thông Mỹ nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính sách của chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, thì ông Barack cũng bị cáo buộc là đã không có thái độ trung thực nhiều lần khi tham gia cuộc thẩm vấn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI về các giao dịch của ông với UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 năm 2019. Hiện thì người phát ngôn của ông Barak chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ việc trên. Ông Thomas Barrack được biết đến là thân tín con ông Trump trong nhiều thập kỷ qua và cũng là người sáng lập công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Digital Break Group Inc. Với khối lượng tài sản ước tính là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, vào năm 2016, ông Barrack là cố vấn không chính thức cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump trước khi trở thành chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức tổng thống. Sau đó thì từ tháng 1 năm 2017, ông đảm nhiệm chức vụ cố vấn không chính thức cho các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ về chính sách đối ngoại với các nước Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, cựu nhà sản xuất Hollywood Harvey Weinstein vừa bị dẫn độ từ New York đến Los Angeles của Mỹ để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử về các hành vi tấn công tình dục lần thứ hai. Cựu nhà sản xuất Hollywood Harvey Weinstein mới đây tiếp tục phải đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục đối với năm phụ nữ từ năm 2004 tới 2013 tại Los Angeles, sau khi ông bị kết án là 23 năm tù giam tại thành phố New York vào tháng 2 năm 2020 vì các tội danh tương tự. Nếu như bị kết tội theo Weinstein có thể phải ngồi tù hết phần đời còn lại của mình. Cảnh sát Los Angeles cho biết bất chấp lời chống dẫn độ của ông Weinstein vì các lý do y tế, gồm bệnh tiểu đường cùng các vấn đề về tim, lưng và thị lực, ông vẫn bị cơ quan chức năng đưa đến Los Angeles từ New York vào hôm 20 tháng 7 và hiện đang bị giam giữ tại sở cảnh sát thành phố để chờ tham gia phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, ngày diễn ra phiên tòa xét xử lại không được tiết lộ. Trước khi bị hơn 80 phụ nữ cáo buộc có hành vi sai trái tình dục vào năm 2017 dẫn đến sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào MeToo, sau đó thì ông Harvey Weinstein, 69 tuổi, từng được biết đến là một trong những nhà sản xuất phim và truyền hình quyền lực nhất ở Hollywood. Ông cũng là người đồng sáng lập hãng phim Miramax, nơi có các bộ phim ăn khách như là Shakespeare in Love và Boon Fiction. Song hãng phim này đã tuyên bố đóng cửa vào tháng 3 của năm 2018. Tại Colombia, người dân tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, trong bối cảnh giới chức nước này lại đưa ra các đề xuất cải cách thuế mới. Hàng ngàn người dân Colombia đã tập trung tại 23 địa điểm ở thủ đô Bogota của nước này vào hôm thứ Ba 20 tháng 7 nhằm bày tỏ sự hoài nghi về những hứa hẹn của chính phủ trong việc cải tổ lực lượng cảnh sát cũng như thực hiện chính sách cải thiện cho thanh niên bao gồm trợ cấp 25% lương tối thiểu cho các công ty thuê lao động từ 18 đến 28 tuổi. Cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Colombia tiếp tục bùng phát sau khi giới chức nước này chính thức công bố dự luật cải cách thuế trị giá 3,95 tỷ đô trước quốc hội. Theo đó, luật sẽ tăng 15,2 ngàn tỷ peso mỗi năm ít hơn đáng kể so với 23,4 ngàn tỷ peso mà chính phủ đưa ra trong đề xuất hồi tháng 4. Cái đã bị rút lại trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực gây nhiều thương vong nổ ra và kéo dài khoảng 6 tuần. Trong một tuyên bố, thì chính phủ của Tổng thống Iván được khẳng định luật này rất quan trọng ngay tại thời điểm nợ nần và thâm hụt tài khoản ngày càng gia tăng ở nước này, đồng thời cho biết dự luật này cần phải được thông qua để thúc đẩy các chương trình xã hội, cũng như xoa dịu lo ngại của các nhà đầu tư tài khoản trung hạn của Colombia. Cũng trong ngày 20 tháng 7, chính phủ Colombia đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp 211 năm ngày quốc khánh của nước này, 20 tháng 7 1810, 20 tháng 7 2021, tại trường quân sự Jose Maria Cordova ở thủ đô Bogota, Chiến tranh giành độc lập Colombia dưới sự lãnh đạo của các nhà cách mạng Simon Bolivar cùng nhà quân sự Francisco de Bola Santander bắt đầu vào năm 1810 và cuối cùng đã kết thúc thành công vào năm 1819. Sau đó, thì vùng đất của Phó Vương quốc New Granada, vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha, đã trở thành một quốc gia Cộng hòa được đặt tên là Colombia. Nhằm vinh danh nhà hàng hải nổi tiếng người Ý Cristoforo Colombo, người đã khám phá ra châu Mỹ. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba ngày 20 tháng 7, Bộ Tư pháp Maroc cho biết vua Mohammed thứ Sáu của quốc gia này đã ký quyết định ân xá cho hơn 760 tù nhân nhân dịp lễ Eid al-Adha. Eid al-Adha, hay được gọi là lễ hiến sinh, là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Giống như một số quốc gia Ả Rập khác, thì Maroc có truyền thống ân xá cho các tù nhân trong dịp lễ này. Theo đó, thì hầu hết những người trong danh sách ân xá sẽ được giảm hoặc là bị bỏ toàn bộ thời hạn tù, trong khi một số ít khác thì được giảm hoặc là hủy bỏ tiền phạt. Cũng trong dịp lễ này, thì chính quyền Ai Cập thông báo đã thả tự do cho gần 2.100 tù nhân. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, các tù nhân đã được ân xá theo một sắc lệnh mà Tổng thống nước này ban hành nhằm kỷ niệm lễ Eid al Adha của người Hồi giáo, cũng như đánh dấu 69 năm ngày Ai Cập chuyển đổi chế độ quân chủ thành nước Cộng hòa vào ngày 23 tháng 7, 1952. Vào dịp lễ này, mỗi năm thì Bộ Nội vụ Ai Cập thường thả hàng chục tù nhân vào các ngày lễ lớn của người Hồi giáo và quốc gia. Ai Cập kỷ niệm lễ Eid al-Adha từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7 năm nay. Cảnh sát Nigeria hôm thứ Ba ngày 20 tháng 7 xác nhận 100 con tin bị các tay súng bắt cóc hồi tháng 6 ở làng Managua thuộc bang Zamfara, Tây Bắc nước này đã được trả tự do sau khi bị giam cầm hơn một tháng. Phát biểu trước báo giới, theo Mohammed Sehu, các phát ngôn viên của cảnh sát bang Zamfara bày tỏ, lực lượng an ninh phối hợp cùng với các cơ quan chức năng khác đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại để bọn cướp đồng ý bảo đảm thả vô điều kiện số lượng con tin trên. Ông Sihu cũng cho biết thêm, các nạn nhân được thả bao gồm cả các bà mẹ đang cho con bú và trẻ em sẽ được kiểm tra y tế và thẩm vấn trước khi đoàn tụ với gia đình của họ đồng thời người phát ngôn cảnh sát cũng kêu gọi người dân địa phương cung cấp cho cảnh sát những thông tin đáng tin cậy về những tên cướp có vũ trang nhằm hỗ trợ cơ quan an ninh điều tra và triển khai các biện pháp giảm thiểu tối đa loạt vụ tấn công bằng súng vẫn thường xuyên xảy ra trong những tháng gần đây ở các khu vực miền bắc của nigeria thưa quý vị, theo truyền thông địa phương thì giới chức của Nigeria xác nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Ilorin, thủ phủ bang Wara, miền trung của nước này khiến cho 10 người thiệt mạng cùng 8 người khác bị thương. Qua điều tra sơ bộ thì cơ quan an toàn đường bộ liên bang Nigeria gọi tắt là FRSC cho biết chiếc xe trên đã bị mất lái, trượt và lộn nhiều vòng trên đường vì chạy. Lực lượng cứu hộ đã có mặt ngay tại hiện trường và nhanh chóng đưa những nạn nhân còn sống sót tới bệnh viện để cấp cứu tại nigeria những vụ tai nạn đường bộ gây thương vong lớn vẫn thường xuyên xảy ra nguyên nhân chủ yếu là do lái xe quá tốc độ và không chấp hành đúng luật giao thông cũng như tình trạng đường xá xuống cấp nghiêm trọng ông Ma Ji 99 tuổi, nạn nhân thảm sát Nam Kinh đang sinh sống ở tỉnh Giang Tô vừa qua đời, làm số người từng chứng kiến thảm kịch này hiện nay chỉ còn 65 người vẫn còn sống. Năm 1937, ở tuổi 15, ông đã chứng kiến cảnh quân Nhật tràn vào quê nhà và chiếm đóng thành phố. Sau đó, những sự kiện đau lòng đã diễn ra, nhiều sách lịch sử ghi lại. Thảm sát Nam Kinh diễn ra vào tháng 12 của năm 1937, khi quân Nhật tiến vào thành phố và bắt đầu quá trình chiếm đóng toàn bộ Trung Quốc. Trong 6 tuần sau đó, hơn 300.000 thương dân đã thiệt mạng. Trung Quốc ngày nay thường xuyên sử dụng hình ảnh sự kiện Nam Kinh để đóng phim kích thích tinh thần dân tộc và đôi khi là tinh thần chống Nhật mỗi khi hai nước quan hệ căng thẳng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị.